Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi, nơi chánh pháp chủ thế. Nước sông Nila vẫn chảy hàng ngày, vạn Phật thánh thành vẫn hàng ngày giảng pháp. Bởi nguyện cho chánh pháp trụ thế, nguyện chuyển thời mạt pháp trở thành chánh pháp, cho nên ngày ngày phải giảng kinh thuyết pháp, không có lúc nào là ngưng nghỉ. Để tiếp tục huệ mạng Phật, để hoằng dương Phật giáo cho huy hoàng, để cho pháp âm truyền bá khắp thế giới, khiến cho đông đảo chúng sanh được nhiều lợi lạc, mà vạn Phật thánh thành phải đứng ra làm Phật sự, nhận lãnh trách nhiệm này. Do đó, vạn Phật thánh thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thế. Phàm những ai trú tại vạn Phật thánh thành đều phải có thiện căn thâm hậu, nếu không sẽ không trú được chỗ này. Có được hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, ắt chúng ta phải cố gắng tu đạo, dụng công làm việc đạo, phải ráng chịu khổ, chịu cực, phải có tâm khí không lay chuyển, phải có ý chí sắt đá mới đủ khả năng gánh vác việc đạo. Và hoằng dương chánh pháp tại các nơi, cải thiện lòng người, đó là sứ mạng của Phật giáo đồ vậy. Có người do đức hạnh chưa đủ, thiện căn còn mỏng, nên sau khi đến vạn Phật thánh thành thì ngày ngày chất đầy vọng tưởng, thấy ở đây quá khổ sở, mỗi ngày ăn một bữa cơm nước đạm bạc, công khóa nặng nề, quy củ nghiêm ngặt, tự cảm thấy không chịu nổi, và cuối cùng không qua được thử thách, bèn đổi ý không ở nữa, phải bỏ nơi thanh tịnh này. Vạn Phật thánh thành là đạo tràng chuyển bánh xe chánh pháp tại Tây phương. Không có ngày nào mà ở đây không dụng công, mưa to gió lớn cũng vẫn dụng công làm việc đạo, không bao giờ gián đoạn. Người có đạo tâm đến đây thì cảm thấy đúng là chỗ họ phải tới, còn người không có đạo tâm đến vạn Phật thánh thành như cảm thấy như ngồi trên tấm thảm đinh, không lúc nào an ổn. Cùng một nơi mà hai cảnh giới, chẳng qua vì thiện căn khác biệt, có nông có sâu. Người ở vạn Phật thánh thành đều có khả năng chịu khổ chịu cực, ai ai cũng phát bồ đề tâm, vì đều là những Phật giáo đồ chân chính. Ngày ngày họ chiến đấu với gian khổ vì pháp quên mình. Người chuyên về phiên dịch thì suốt ngày cặm cụi, chẳng vì danh hay vì lợi. Nay đương thời pháp hội Hoa Nghiêm, buổi tối nào cũng có khóa giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Pháp sư Hằng Thật chủ giảng, chưa có lúc nào ngưng nghỉ, đó chính là hiện tượng chánh pháp trụ thế. Có người đến vạn Phật thánh thành bèn có cảm tưởng quen thuộc, như khi trở về tới nhà của mình, không muốn bỏ đi nơi khác. Ấy cũng vì vạn Phật thánh thành là đạo tràng của chính pháp, là nơi pháp hỷ sung mãn. Vị thân sinh của một vị tu ở đây, Liêu cư sĩ, đã từng nói như sau: người đến vạn Phật thánh thành này, xấu đến đâu cũng thành tốt, muốn xấu lại cũng không được nữa, phải là người đã từng trải trong xã hội mới có những nhận định như vậy, thật là đáng quý. Ha ha ha, 问什么的说。